Lượng lông trên cơ thể, thích ăn chocola, uống ít rượu, thuận tay trái có thể là những tác nhân góp phần quyết định chỉ số thông minh của mỗi con người. Người ta thường cho rằng thông minh là bản tính trời cho mà không phải ai cũng có. Nhưng đó là một quan niệm mang tính tương đối. Con người thông minh một phần là do di truyền, một phần phụ thuộc vào môi trường sống. Dưới đây là những yếu tố và hành động tưởng chừng hết sức đời thường, song lại có giả định cho rằng chúng có tác động không ít tới độ thông minh của mỗi người. Trí thông minh của mỗi người phụ thuộc vào lượng lông trên cơ thể. Đối với nam giới, lượng lông và tóc trên cơ thể cho biết mức độ thông minh của anh chàng tới đâu. Con cả hay con thứ, quyết định trí thông minh có một điều chắc chắn rằng trí thông minh phụ thuộc vào môi trường xã hội một đứa trẻ sinh ra lớn lên. Theo giới chuyên gia, một trong các yếu tố đó là thứ tự sinh. Công trình nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Đại học Oslo, Na Uy đăng trên tạp chí Science kết luận con cả có chỉ số IQ cao hơn con thứ từ 2 đến 3 điểm. Người thông minh hay ăn nhiều chocola. Với những ai hảo ngọt, chocola là món ăn hấp dẫn không thể nào bỏ qua. Tuy nhiên, ít ai biết tần suất ăn chocola có liên quan mật thiết tới trí thông minh ở mỗi cá nhân. Chocola vốn là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe con người. Ở liều lượng phù hợp, nó giúp cải thiện tình trạng tâm lý cho bệnh nhân mắc chứng suy giảm nhận thức nhẹ, một triệu chứng của căn bệnh mất trí nhớ tuổi già. Nhóm người có IQ cao không tin về tín ngưỡng. Niềm tin tín ngưỡng và trí thông minh vốn được coi là không có mối liên hệ. Tuy nhiên, qua các nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học, sự thật hoàn toàn khác. Ở góc độ quốc gia, người ta thống kê được rằng chỉ số IQ cao nhất nằm ở các quốc gia đi theo chủ nghĩa vô thần, tức là không tin vào thần thánh, Chúa Trời. Thuận tay trái, não được chia thành hai bán cầu và có kích thước không đồng đều. Ở người và nhiều loài động vật có vú khác, một bên bán cầu sẽ phát triển và có kích thước lớn hơn. Điều này là nguyên nhân khiến chúng ta thuận tay khác nhau. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng điều này có liên quan đến trí thông minh. Những người thuận tay trái thường có điểm số cao hơn và hoàn thành nhanh hơn trong những bài kiểm tra IQ so với những người thuận tay phải. Người lập dị thường có những hành vi kỳ lạ liên quan đến các chuẩn mực xã hội. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh rằng nguồn cội của trí thức sáng tạo là sự lập dị. Đồng tính luyến ái. Một nghiên cứu của các nhà tâm lý học tiến hóa Satoshi Kanayawa đã tìm thấy một mối liên kết giữa đồng tính luyến ái và trí thông minh. Trẻ em khi có dấu hiệu đồng tính luyến ái có thể sẽ chuyển sang theo đuổi trí tuệ và có thể cảm thấy một sự thôi thúc lớn hơn để phấn đấu cho thành tích trong lĩnh vực mà họ được chấp nhận. Rối loạn lưỡng cực. Có lẽ đây là quan niệm điên rồ nhất có nguồn gốc từ thời cổ đại. Nhiều nghiên cứu cho thấy có mối liên quan mật thiết giữa chứng rối loạn lưỡng cực và khả năng sáng tạo, cả một số tài năng nghệ thuật và khoa học trên thế giới. Uống rượu, theo một số nghiên cứu ở trẻ em cùng một số đặc điểm trong quá trình trưởng thành của chúng đã cho thấy một mối liên hệ giữa rượu và trí thông minh. Bạn có thể dự đoán mức độ sử dụng rượu của trẻ dựa trên trí thông minh của chúng. Trẻ càng thông minh càng uống ít rượu hơn so với trẻ kém thông minh.